Nhà vườn bonsai Hoa Kiển Thanh Nhàn xin kính chào toàn thể cô chú anh chị mình ha. Chúc cô chú anh chị mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn thành công trong công việc. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hành ủng hộ shop trong thời gian qua. Hôm nay nhà vườn bonsai Thanh Nhàn mình cũng về một số cây mới ha để giao lưu cùng cô chú anh chị. Thì hôm nay có một lô một mai bonsai to ha cô chú anh chị, lục lực hoành to ha, rồi trang sen cũng mới nhập đội ha, rồi trang sen ấm tàn ha cô chú anh chị. Thì hôm nay cũng quay số ít ha, ngắn gọn nhanh lại đi cô chú anh chị mình theo dõi và ủng hộ ha. Clip sau mình sẽ quay số lượng nhiều ha cô chú anh chị. Hôm nay cũng chuẩn bị chưa có kịp nhiều cây. Thì vừa rồi mình cũng bán hết rồi, mình về một lô mới ha. Với một số cây còn còn lại của clip trước. Thì giao lưu cùng cô chú anh chị ha. À, hồng ngọc mai ha cô chú anh chị. Ngọc mai cái này nó lên cái cụm gừng rất là đẹp ha. Về cho cô chú anh chị mình làm để lên một cái chậu khai gì đó. Cái bệ rất là đẹp ha. Mình làm cái cụm gừng hồng ngọc mai. Thì tổng của cái số đo hoành này cô chú anh chị, hoành tổng hết của này là 31 cm ha. Cái bệ đế thì khoảng 50 cm, cao của này là 13 cm ha. À, cô chú anh chị mình tham khảo ha cô chú anh chị. Thì mã số 1 hồng ngọc mai này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k ha. Nguyên cái cụm này rất đẹp của chú anh chị, thì thân lớn nó chắc cũng khoảng 10 cm á. Như là quái thú nó vậy cô chú, dính lại ha. Con cây này thì nó hơi gời gời, nó cũng là chung một bụi nó như vậy luôn, không có ghép không gì hết ha cô chú anh chị. Thì xin giao lưu là 450k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha, mã số 1. Thì shop mình giao lưu là bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình xem, nếu thấy không rõ cứ kết bạn Zalo để mình xem lại cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 này thì hoành là 21 cm ha cô chú anh chị, hoành 21 cm. Cái này có thể mình cắt bỏ cái chính giữa này, mình chơi một cây lắc ha cô chú anh chị, hạ xuống ha. Đó, tùy thích cô chú anh chị mình. Bệ đế này là 46 cm, cây sắp đế ha. Hoành là 21 cm, cao là 12. Dách đế cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cúc chi cũng có sẵn ha, về cô chú anh chị mình nuôi. Rồi ha, cây này thì mình xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k ha. 500k, bao phí ship toàn quốc ha. Lâu rồi có con lô cây to gì cô chú anh chị ạ. Mã số 2, 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp theo là mình lên mã số 3, cũng là ngọc mai luôn ha cô chú anh chị ạ. Cây một cốt ha, tàn đều, đế đều ha cô chú anh chị ạ. Cây này đế nó cũng rất là đẹp ha. Về cô chú anh chị mình có thể mình rút đế nhỏ lại ha. Đó là mình mới làm bầu sơ thôi. Về cô chú anh chị mình thấy rút đế nhỏ nữa mình chơi chậu nhỏ thì nó đẹp ha. Rồi cây hoành là 20, cao là 10 cm cô chú anh chị ạ. Lùng lực ha, nồi đế này cũng khoảng 40 cm ạ. À. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 3, hồng ngọc mai ha cô chú anh chị. Lâu rồi mới có một lô cây to như vậy ha. Cô chú anh chị ít yêu thích bonsai để bàn thì mình chốt ủng hộ shop ha. Rồi tiếp theo mã số 4 đó cô chú anh chị. Một cục này nó lùng lực rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đế nó cũng tròn xe luôn ha. Đế đều 24 giờ. Hoành là 20. Cao là 9 cm. Mã số 4 đó cô chú anh chị ơi. Lùng lực ha. Đế đặt tròn nè. Cao có 9 cm thôi. Thân chính này nó cao khoảng 6 cm rồi cô chú anh chị, đo luôn bệ rễ là cao 9 cm. Này nữa mình về mình nuôi cái ngọn lại cô chú anh chị ta, cái đọt nó tới đây nó quẹo ngang ha. Nên lấy đỉnh mình dẫn lên mình nuôi ngọn lại cô chú anh chị ơi. Giờ bonsai lùng lực ha. 450k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 4 ha cô chú anh chị. Lô này cây rất là to. Cô chú anh chị mình có muốn lấy số lượng lớn thì liên hệ với shop mình ha, mình có phục vụ số lượng nhiều luôn. Rồi cây này là mã số 5 ha cô chú anh chị ơi. Cây cũng là lô cây sắp đế ha. Cây này thì mình chơi form cây bài cúc 1, cúc 2 đây ha. Cành phong phía sau có thể mình cắt cái ngọn này luôn, cắt cái ngọn này lấy ngọn nhỏ mình dựng lại ha cô chú anh chị, cây nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi mình để cho cô chú anh chị mình về mình tự cắt ha. Rồi mã số 5, hoành là 16 ha cô chú anh chị ơi. Cao 14 ha cô chú anh chị. Hoành 16, cây cũng rất là to ha cô chú anh chị, ở ngoài nhìn to lắm nè. Dưới bút lông để vô chỉ bằng cái nhánh của nó thôi. 250k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 5. Rồi xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 6 ha, thì mình lên trang sen phôi ha. Cái này cũng lô mới về cô chú anh chị. Lô này đế nó cũng đều ha, cốt cành đều.
Lùng lực tàng đa, cô chú anh chị mình có thể về cắt gút lại theo ý thích ha. Củ rất là to cô chú anh chị. Củ đế này khoảng 4 mấy ha. Hoành của nó là 29cm thôi cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này là 29cm. Cao này là 19cm ha cô chú anh chị ơi. Rất là to ha, mã số 6, đế đẹp. Giao lưu cô chú anh chị mình là 600k. 600k bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Cây này mấy cây đế đẹp ha cô chú anh chị ơi. Chứ không phải mà hàng mà cụm cụm ha, bụi ha, này là hàng một cốt. Mã số 7 ha cô chú anh chị, mã số 7 hoành 26 ha. Cao 15, một cốt tàn đều luôn cô chú anh chị. Đó, cốt cành đều ha cô chú anh chị ơi. Cây này xin giao lưu là 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 7 ha cô chú anh chị. Trang sen nhật, hoa màu đỏ ha cô chú anh chị ơi. Hoa nó thì rất là đẹp, rất là bền. Nó sống mọi khí hậu thì ok hết. Cây tai cành có sẵn ha, về nuôi nhanh. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 8 ha cô chú anh chị ơi. Lùng lực ha, cây này hoành 29cm, cao 11cm ha. Cây này cô chú anh chị có thể chơi được hai mặt tiền, mặt này mặt tiền cũng được. Mặt bên đây mặt tiền cũng được ha cô chú anh chị ơi. Cây rất là lực ha, dễ to, lùng lực. Hoành 29, cao 11 ha cô chú anh chị ơi. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k ha. 550k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 8 thì số điện thoại của shop mình là 0853 138 138 ha. Cô chú anh chị mình chi tiết cứ liên hệ số đó ha. Zalo, Facebook cũng một số thôi. Rồi tiếp theo là mã số 9, hoành 28, cao là 15. Cây cũng rất là to cô chú anh chị, 28cm ha. Một cây to, hàng này đáng sưu tầm để chơi cô chú anh chị ha. Đó, giao lưu với cô chú anh chị cây này 600k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Lô này là lô mình mới khui luôn cô chú anh chị, chẳng sang ha. Đó, hàng này phục vụ cho cô chú anh chị mình năm tới ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Ở cái này thì mình chừa mấy cái nhánh này cho cô chú anh chị, không thích thì về cắt bỏ ha. Đó, ở đây mình chừa luôn, nó tùy thích cô chú anh chị. Hoành của thân chính trong đây thôi, mình đo trong ha cô chú anh chị là 26cm. Cao là 17cm ha cô chú anh chị ơi, một cốt ha, tay cành đều. Mấy cây này rất là dễ làm cây cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình 450k, bao phí ship toàn quốc ha, mã số 10 ha cô chú anh chị. Trang sen nhật, mã số 10. Đó, cốt cành mình chừa sẵn cho cô chú anh chị, không thích thì cô chú anh chị cứ cắt thoải mái theo ý thích mình ha. Mã số 11 ha cô chú anh chị, cây này hoành 26. Dung lô cây này là đế đẹp hết cô chú anh chị, hàng cây sắp đế ha. Số 11 hoành 26, cao 14. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k ha cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây vừa rồi là mã số 11. Tiếp theo cây 12 ha cô chú anh chị, mã số 12 ha. Cây một cốt, cái nồi đế sỏm ha, cái nôm cao đạt cô chú anh chị, hoành 24, cao 12 ha. Tay cành đều, cành nó có sẵn hết, về nuôi nhanh chơi cho chú anh chị, lùng lực ha, quát ngọn. Đây là giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị, 350k. Rồi đổi cây. Tiếp theo mã số 13 ha cô chú anh chị, hoành là 24 ha, rồi đế là 40. Cây này cao 15cm ha, có cành cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Cành có sẵn hết, cô chú anh chị mình về nuôi mình sửa tàn ra rất là nhanh chơi cô chú anh chị. Mã 13. Mã 13 này giao lưu cô chú anh chị mình là 400k ha, bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Cây đẹp ha. Rồi xin đổi cây. Cô chú anh chị mình muốn lấy cái hàng rẻ tiền bên mình cũng có ha. Thì xấu ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 14, hoành 25, cao 15 ha cô chú anh chị ơi. Cây này thì cô chú anh chị mình có thể chơi mặt này mặt tiền, mình để cái gì ha, mấy cành này mình để nó mình lọt ra, còn không thích mình cắt bỏ thì mình có thể mình lấy mặt này mình làm mặt tiền lại. Tùy thích ha. 350k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 14 cô chú anh chị ơi. Về cô chú anh chị mình làm bonsai để bàn. Tiếp theo mã 15 ha, cây này là hoành 22 ha cô chú anh chị, hoành 22 giao lưu 250k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Hoành 22 cao 12, một cốt lùng lực ha, đế nó cũng đẹp luôn. Bên mình thì cây là cây sắp đế hết ha cô chú anh chị,
mua tuyển lựa cây đẹp ha. Rồi tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 hoành 26 cao 14 ha cô chú anh chị ơi. Cũng có cành lùng lực quất ngọn ha. Quất ngọn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 400k ha, bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mã số 16. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 17 ha cô chú anh chị ơi. Một cốt ha. Cốt mã số 17 hoành 24, có thể lấy mặt này làm mặt tiền cũng được nè cô chú anh chị. Lấy cốt 1 đây, cốt 2 đây ha. Rồi mặt này cũng được, mặt tiền cũng được ha. Mã số là 17 hoành 24, 300k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 300k bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Mã số 17 trang sang Nhật cho cô chú anh chị. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo mã số 18 cô chú anh chị ha. Hoành 24 cao 11cm ha cô chú anh chị. Mã số là 18 hoành 24 cao 11, 300k bao phí ship toàn quốc ha. Cũ đặt kẹo luôn cô chú anh chị, lùng lực cũ đặt kẹo luôn. Cái này làm mau chơi lắm cô chú anh chị ơi, tàn đa ha. Mã 18 xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 19 ha cô chú anh chị. Hoành là 20 cao là 10cm ha. Cây lùng lực cô chú anh chị, cốt cạnh đều ha. Cốt cành đều dễ chơi cô chú anh chị, giá là 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Mã 19 hoành 20 cao 10cm, cái cũ này cũng cỡ 40 rồi cô chú anh chị, cô đặt kẹo luôn. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo mã số 20 ha cô chú anh chị, hoành là 25 cao là 12cm, một cốt lùng lực tàng đa ha, cốt cành rất là đều luôn cô chú anh chị. Rồi xin giao lưu là 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 20. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 21 cô chú anh chị ạ. Hoành 22 ha, cao 17cm ha cô chú anh chị ạ. Tàng đa, cây này nó có độ thoát thân ha. Cô chú anh chị muốn chơi thoát thân thì mình chốt cây này 250k thôi cô chú anh chị ạ. 250k bao phí ship toàn quốc, mã là 21. Cô chú anh chị mình hợp nhãn ủng hộ sớm ha. Trang xe, rồi xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 22 cô chú anh chị. 22 hoành eo này nè cô chú anh chị là 20 ha. Củ đặc này nè, hoành ngay cái bệ đế này là 30, nồi đế là 40. Cây nở cũ rất là đẹp ha cô chú anh chị, nồi đế 40 cao 15cm ha. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình 230k bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mã số là 22. Rồi xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 23 hoành 25 ha cô chú anh chị, hoành 25 cao 11cm ha, một cốt củ đế nở cô chú anh chị, lùng lực ha. Giao lưu 300k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 23 300k. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 24 ha cô chú anh chị, hoành 20 cao 10 ha cô chú anh chị. Đó, cây lùng lực ha, cốt chi có sẵn hết cô chú anh chị ơi. Lùng lực luôn, cái củ đế rất là đẹp luôn, cao 10cm ha, từ mặt bầu lên 10cm ha. Đó, cây này rất là khéo cây. Giao lưu cô chú anh chị 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số là 24. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo lên mã số 25 ha cô chú anh chị. 25 hoành 22 cao 15 ha cô chú anh chị. Mã số 25 hoành 22 cao 15, lùng lực cốt cành đều cô chú anh chị. Giao lưu 250k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo mình lên một cây ấm tàng ha, ấm tàng cây nhà mình nuôi lên ha cô chú anh chị. Phôi đẹp ha, phôi này lùng lực đẹp lắm cô chú anh chị. Cây này lúc là nhiều khách mua gửi không có lấy nè, bởi vì còn đẹp lắm cô chú anh chị. Lúc khách mua lựa ha, gửi lên nuôi thì sao anh không lấy luôn. Hoành là 26 cao là 24 ha, tàng full bên đây quanh đây là 34cm, ấm mịn ha. Hàng này mặt hàng chơi Tết, không vô dây gì là mình về nó thay chậu đẹp chơi Tết ok luôn cô chú anh chị. Cây phôi này lúc bán cho khách nuôi giùm nè, giờ khách không lấy, giờ mình giao lưu cho cô chú anh chị 700k ha.
hoành 26 cm, cô chú anh chị, rất là to. Mà cái bộ đế nơm cây này xử lý hết rồi, về cô chú anh chị thay chậu là vô tư luôn, cứ việc thay chậu đẹp chơi thôi. Rồi xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 27 ha cô chú anh chị. Cây này thì hoành 21 cm, chiều cao của em nó là 22, tán dài là 35 ha. Hai cây này có thể về chơi một cặp được đó cô chú anh chị. Cây này thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình 450k ha. Nó tàn rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Mình mới vô dây luôn. Này mình về mình để ra nắng vài ngày cái lá nó trở lại rất là đẹp cô chú anh chị. Mới vô dây thì cái lá nó chưa có đẹp ha. Vài ngày sau cái nắng xong nó xoay cái mặt lá lại theo hướng nắng hết thì sẽ rất là đẹp. 450k ha cô chú anh chị ơi. Trang sen ấm tàn ha. Thì cây này cũng là cây cuối clip rồi đó cô chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến hết clip ha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo.